Hello bạn ơi, thì video này sẽ là một cái video để test cái chất lượng âm thanh của con mic Rela CAC R1 để cho các bạn tham khảo, để cho những bạn nào đang có nhu cầu để chúng ta sử dụng hay là tìm mua một cái micro cho nhu cầu chúng ta livestream hoặc chúng ta sử dụng để thu âm làm video, chúng ta có thể sử dụng cho Zoom luôn. Thì đây là cái chất lượng âm thanh thực tế của nó. Và hiện tại mình đang kết nối cái bộ thu của nó vào chiếc điện thoại và cái micro mình đang cầm ở đây. Đây trên tay mình đang cầm cái micro nha các bạn. Và để các bạn biết được thực tế thì đây là cái âm thanh này. Bây giờ mình để xa cái micro ra nha. Đó thì lúc này các bạn nghe nhỏ đúng không? Alo, sound check. Tiếng khá là nhỏ. Bây giờ mình để gần lại nè. Alo, sound check 1 2 1 2. Đó thì lúc này các bạn nghe cái tiếng khá là rõ. Thì đây là cái test thực tế để cho bạn biết được cái chất lượng âm thanh của con mic này nó như thế nào khi chúng ta mua về hoặc là chúng ta đang cần tìm hiểu cái chất lượng của nó trước khi chúng ta quyết định mua nha các bạn. Rồi thì thông thường chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ kẹp ở trên áo như vậy. Đây các bạn. Thì cái micro này như là mình đã review rồi thì nó sẽ có cái phần kẹp ở đây. Chúng ta sẽ kẹp vào cái cổ áo như vậy. Đó thì chúng ta có thể định vị như vậy ha. Đó để chúng ta sử dụng để chúng ta thao tác cái tay chúng ta thoải mái hơn. Dành cho những bạn nào chúng ta livestream chúng ta làm vlog đó thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Đó thì đây là cái cách mà mình để cho bạn biết được thực tế nó như thế nào. Và ngoài ra để chúng ta sử dụng tối ưu hơn, thí dụ một số cái chương trình chúng ta cần cái tính mà nó thẩm mỹ hơn thì chúng ta có thể sử dụng một cái micro lavalier cái áo rời để chúng ta cho nó thẩm mỹ hơn và có thể là nó tối ưu được cái chất lượng âm thanh. Thì trong cái sản phẩm thì chúng ta có thể mua thêm một cái dòng micro lavalier. Thì đây mình đang có một cái micro ở đây thì để mình test luôn cho các bạn. Đây chúng ta sẽ có một cái micro cài áo ở đây nha các bạn. Đây thì bây giờ mình sẽ gắn cái micro cài áo này vào để cho chúng ta biết được cái chất lượng âm thanh nó có sự khác biệt hay không. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái micro cài áo vào nha. Thì bên hông cái này nó sẽ có một cái đường input cho chúng ta gắn cái mic vào đây. Rồi thì vừa rồi mình đã gắn cái mic rồi thì âm thanh lúc này các bạn đang nghe là từ cái chiếc mic lavalier cái áo rời các bạn. Đây thì chúng ta có thể giấu cái dây này vào ở trong người nha. Chúng ta có thể giấu vào để cho nó thẩm mỹ hơn khi chúng ta sử dụng trong những cái buổi talk show truyền hình hay chúng ta muốn ghi hình nó đẹp hơn, tự nhiên hơn. Chúng ta không cần lộ cái bộ phát này lên trên cái khung hình. Thì đây là một cái giải pháp dành cho những cái chương trình như vậy. Rồi thì đây là cái phần review cũng như là cái phần test âm thanh khá là thực tế để cho các bạn tham khảo cái chất lượng của con mic này để cho bạn dễ dàng trong cái lựa chọn của mình. Rồi thì nếu như bạn đang có nhu cầu thì các bạn có thể gọi điện cho số hotline của Tiếng Radio thì bên mình sẽ tư vấn cũng như là các bạn có thể đến showroom để các bạn test thử cái sản phẩm này thực tế. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.